Những cảnh tượng rớt tim trên sóng livestream khiến ai cũng tá hỏa. Xin chào, livestream đang trở thành một công cụ đắc lực cho rất nhiều người trong thời nay. Tuy nhiên các bạn đừng có nghĩ là ngồi trước bàn ảnh, nói vài tiếng là có thể nhàn hạ nha. Không đâu, phải nói là có những pha bi hài, ngang trái ngang đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi. Top những chuyện kỳ lạ xảy ra trên sóng livestream ngay sau đây sẽ khiến các bạn từ tỏ tường đến tá hỏa luôn. Chần chừ gì nữa cùng điểm qua ngay và luôn nha. Bóng ma lướt qua cùng sao Việt. Ma trong truyện, trong phim là xưa rồi các bạn. Giờ ma cũng tranh thủ lên cả sóng truyền hình, lên livestream để nổi tiếng nữa cơ đấy. Đầu tiên phải kể đến anh chàng diễn viên Huỳnh Lập. Anh tâm sự trên livestream của mình về trải nghiệm kinh hoàng khi sản xuất phim Pháp Sư Mù. Ai có ngờ đâu, phim giả nhưng mà ma thật. Khoảnh khắc bóng dáng đen lướt qua được Huỳnh Lập miêu tả khi ai cũng bán tín bán nghi. Tuy nhiên, khi lên xem lại video được đăng tải, không ít người đã đồng tình rằng Huỳnh Lập không hề gian dối. Ta nói nghe mà đã rùng mình, huống chi là ngồi tại hiện trường thì sẽ như thế nào các bạn nhỉ? Cùng nhìn lại khoảnh khắc mà Huỳnh Lập đã trải qua nha. Tại vì con quỷ nó có âm khí rất là cao, nó sẽ dễ bị hấp dẫn hiện hình. Tương tự sự việc trên, sẵn mình cũng kể cho các bạn nghe về câu chuyện của anh chàng Thái Vũ trong nhóm Pháp TV. Anh là thanh niên YouTuber đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hôm đó buồn, anh mở lại video quảng cáo của mình để xem lại. Tự dưng đang ung dung xem thì anh phát hiện một hiện tượng tâm linh khó tả. Ngay sau đó, anh chàng đã nhanh chóng mở livestream lên và chia sẻ với mọi người. Nhìn kìa các bạn, mặt anh Thái Vũ lúc này vẫn còn tái ấy, mặt cắt không còn một giọt máu. Mọi người cùng nhìn thử nhé. Một cô gái tóc dài, mắt đen, mặt mũi trắng bệch dần xuất hiện trong video. Khi zoom màn hình lên, Thái Vũ đã thấy đầu cô gái này còn di chuyển một cách lạ lùng. Đúng là hú hồn vong trồn luôn các bạn ơi. Hot girl uống thuốc trừ sâu tự tử trên sóng livestream. Nếu các bạn còn nhớ thì thế kỷ 22 đã từng có một video về những tai nạn kinh hoàng trên sóng livestream tương tự câu chuyện này. Ai chưa xem thì hãy nhấn vào link bên trên để xem lại nhé. Câu chuyện đau buồn được bắt nguồn từ cô gái là Tiểu Miu Miu Tử, là người tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, có một cửa hàng trực tuyến cùng tên trên nền tảng Taobao. Được biết cách đây không lâu, hot girl mạng này đã uống thuốc trừ sâu tự tử ngay trên sóng livestream của mình. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng cô gái vẫn không thể nào qua khỏi. Lúc đó xem mà tội, hot girl đăng tải một đoạn video trên tài khoản cá nhân của mình với lời dẫn là: "Đây có lẽ là video cuối rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi." Theo quan sát, cô nàng nói chuyện được vài câu thì đem ra một chai nước màu nâu, loãng. Theo mình đoán là thuốc trừ sâu đó các bạn. Nhưng bạn nhìn đi, rõ ràng cô gái tuy buồn nhưng có chút ngập ngừng không nỡ uống. Cô gái này thật sự không hề muốn tự bỏ mạng sống đâu mọi người ạ. Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng đã đến. Cuối cùng cô gái vẫn đưa thứ chết người ấy vào cơ thể và thôi rồi vĩnh biệt cụ. Cô gái sau khi uống một hớp hết nửa chai thì thấy cổ họng khó chịu, lấy tay bóp bóp phần cổ, xoa xoa. Nhiều người xem cũng không biết làm cách nào để cứu. Và đã đến lúc gây cấn rồi các bạn ạ. Một ngày sau cái chết thương tâm của con gái, gia đình cô này đã tiết lộ lý do tự tử và toàn bộ chân tướng sự việc. Sự thật là Tiểu Miu Miu Tử có thất tình nhưng không đến nỗi tự tử vì tình. Chính vì những tên anh hùng bàn phím đã đẩy cô nàng vào cái kết bi thảm. Các bạn ơi! Bố mẹ cô gái đã khóc nức trong buổi phỏng vấn, nói rằng nguyên nhân của bi kịch trên một phần là do con gái họ bị tổn thương sau đổ vỡ tình cảm, nhưng chính sự cổ vũ máu lạnh của những người theo dõi livestream mới là liều thuốc độc giết chết cô gái trẻ này. Đúng là đồ mất nhân tính, những kẻ này đúng là đáng lên án. Các bạn nghĩ những kẻ này cần phải bị xử phạt như thế nào? Hãy comment ở bên dưới cho chúng mình biết nha. Bị kẻ lạ đột nhập vào nhà lúc livestream. Bi kịch bỗng hóa hài kịch khi có cách lạ kế chơi nhà lúc cô gái này đang livestream. Coi qua vừa thấy sợ giùm mà cũng thấy hài không tưởng các bạn ạ. Chị đẹp trong câu chuyện này là Tricia, nữ streamer nổi tiếng và vô cùng cá tính trên Twitch. Cô có hơn 50.000 người theo dõi trên nền tảng trực tuyến. Nội dung trên kênh của cô nàng này là thường về nấu ăn. Cô hay chế biến thực phẩm trong khi tương tác với người xem. Thật không may, trong buổi phát sóng trực tiếp cách đây không lâu, livestream của cô đã buộc phải ngừng lại khi có kẻ lạ đột nhập vào nhà. Mở đầu buổi livestream, mọi thứ đều có vẻ rất là bình thường, cho đến khi Tricia trở nên lo lắng hoảng sợ.
Ngay lập tức, người xem đã nhận ra trong phòng của cô đột nhiên có rất nhiều tiếng la hét và nữ streamer lộ rõ vẻ bối rối. Ngay khi nhận ra kẻ gian, Tricia đã ngay lập tức yêu cầu tên này rời đi. Anh là ai vậy? Trời đất ơi! Xin lỗi, làm ơn rời khỏi nhà tôi đi. Cứ vô nhà mình xin lỗi trước chống chị này để nó thương, nó tha cho mọi người nha. Hài hơn nữa, khi nhiều người cứ nghĩ cô nàng này sẽ gặp chuyện không may, nhưng không các bạn ạ. Tricia sau đó đã tắt livestream. Một người xem live hoảng hốt, có khi nào có chuyện gì không may xảy đến với cô nàng này không? Tuy nhiên, may mắn thay, cô không phải ra mặt trực tiếp đối phó với tên này, mà trong nhà cô còn có đến tận 5-7 người bạn. Sau khi kết thúc livestream, cô gái đã mở điện thoại lên ghi lại hình ảnh kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp này. Trong lúc đó, những người bạn của Tricia thì cố gắng mỗi người một tay một chân, xăng tay áo, túm ống quần bắt tên trộm này. Đoạn video cho thấy kẻ này có những hành động không được tỉnh táo, đứng lên bàn la hét lung tung. Mặc cho Tricia và bạn của cô cố gắng to nhỏ thuyết phục hắn bằng những lời nói vô cùng bình tĩnh, kẻ đó vẫn la hét và có những hành động mang tính hăm dọa. Và thế là không lâu sau cảnh sát đến và em ấy đã bị bắt. Tuy nhiên khiến nhiều người cười xỉu trong đoạn video chia sẻ lại của Tricia, kẻ lạ mặt đã nói rằng cô Tricia chính là công chúa và hắn đang đến để giải cứu cho cô. Đội ơn ạ, cứu kiểu này chắc công chúa đứng tim mà chết. Các bạn ơi, bên cạnh những câu chuyện ngặt nghẽo trên sóng livestream, thì nhân đây Thế Kỷ 22 cũng kể cho các bạn nghe về những câu chuyện hậu livestream cũng nhức nhói không kém, cùng điểm qua ngay và luôn nha. Bị cưỡng hiếp 7 lần trong 2 ngày vì tiết lộ địa chỉ trên livestream. Nhìn đi, gương mặt xinh đẹp như vậy mà bị hãm hại thì còn gì là con gái nhà người ta nữa. Tội nghiệp chị đẹp này quá các bạn ạ. Chuyện là hồi đầu năm, tại Nam Xương Giang Tây Trung Quốc, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra với nữ streamer Sao Chao trên nền tảng Huya. Theo nhiều người theo dõi chia sẻ, Sao Chao là một nữ streamer hơn 20 tuổi có gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm. Mỗi khi livestream, cô nàng từng thu về rất nhiều quà tặng từ cộng đồng mạng. Thế rồi vào một ngày định mệnh, đang livestream như mọi ngày, thì một người xem 31 tuổi, tên là Hoàng, đã theo dõi và tặng rất nhiều quà trên stream cho Sao Chao. Thậm chí, người này còn xin địa chỉ nhà để gọi đồ ăn mời nữ streamer buổi tối. Tin tưởng người này là fan hâm mộ tốt bụng của mình, Sao Chao đã cho anh ta biết địa chỉ nhà của mình. Oh no! Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Gà này đã bay từ Tứ Xuyên đến Giang Tây, nơi Sao Chao ở. Đến 8 giờ tối cùng ngày, tên này đã đóng giả làm người giao đồ ăn và đến nhà của nữ streamer. Ngay khi Sao Chao vừa mở cửa, Hoàng đã dùng dao đe dọa cực cưỡng hiếp nữ streamer này. Tại đây, dù đang trong kỳ kinh nguyệt, nhưng nữ streamer vẫn bị Hoàng cưỡng hiếp thêm 6 lần trong 2 ngày, thậm chí còn quay video lại để uy hiếp không cho Sao Chao báo cảnh sát. Nóng máu hơn là cả biến thái đã ép Sao Chao đưa cho mình 2.000 nhân dân tệ, tức là 7 triệu đồng Việt Nam đó các bạn. Và hắn đã rời khỏi nhà của nữ streamer. Tuy nhiên trong buổi chiều cùng ngày, Hoàng đã bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam. Đấy, các bạn nhìn gương của chị này mà né ra nhé, để địa chỉ cho người lạ biết là có ngày chuốc họa vào thân. Bị kẻ xấu tìm đến, cầu cứu sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Cũng như cô gái trên, câu chuyện cô nàng này cũng nhức nhói không kém. Nào, bạn nào có chơi Liên Minh thì chắc chắn không còn xa lạ với MC quốc dân Candice đúng không nào? Cũng chính bởi sự mến mộ quá lớn từ các fan mà gần đây Candice đã bị không ít kẻ xấu làm phiền. Theo những ghi nhận từ người hâm mộ của Candice, trong những buổi livestream gần đây, nữ MC luôn bị quấy rối và có nhiều người gõ cửa liên tục. Những điều này khiến cô nàng hoảng sợ và khóc rất nhiều, đồng thời các buổi livestream gần đây của cô thường xuyên kết thúc sớm hơn dự định. Hy vọng tất cả các bạn fan có thể gặp tôi một cách công khai và đàng hoàng, đừng xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi bằng cách theo dõi. Tôi phản đối tất cả các hành vi quá khích như vậy và cũng hy vọng cuộc sống thường ngày của mình không bị làm phiền. Nếu như dòng trạng thái này không có tác dụng, tôi sẽ tự bảo vệ mình thông qua pháp luật nếu điều đó là cần thiết. Vụ việc đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng fan LBL nói riêng và Liên Minh Huyền Thoại nói chung. Đa số những bình luận trái lại đều động viên cổ vũ tinh thần cho nữ MC. Các bạn còn biết vụ drama hít hà nào tương tự như vậy nữa không? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha! Sau khi điểm qua những chuyện có 102 xảy ra trên sóng livestream, các bạn cảm thấy ấn tượng với câu chuyện nào nhất? Hãy comment ngay bên dưới nha!
Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.